Kênh Military Samari đưa tin, trong tháng qua, Nga được cho là đã phá hủy khoảng chục hệ thống phòng không Ukraine từ Kharkov đến Odessa, thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng hầu như không có nguồn bù đắp. Hiện tại, không quân Nga đã giành được ưu thế nhất định trên bầu trời khi liên tiếp tổ chức các đợt oanh kích quy mô lớn, sử dụng cả bom hạng nặng FAB-1500 gây nhiều khó khăn và tổn thất cho đối phương. Ngược lại hơn một tháng qua, Kiev liên tục tuyên bố bắn hạ hàng loạt chiến đấu cơ Nga, bao gồm hai loại tiêm kích chủ lực là Su-34 và Su-35, với số lượng lên tới gần 20 chiếc. Bên cạnh đó, hai máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 trị giá 330 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc được cho là bị phòng không Ukraine tiêu diệt. Tuy nhiên, chưa có video hay hình ảnh xác thực nào chứng minh cho tuyên bố của họ. Trong khi đó, tương ứng với mỗi tuyên bố tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương, Nga đều đăng tải video ghi lại hình ảnh dù chưa thật rõ nét nhưng chỉ ít cũng gọi là có bằng chứng. Theo AIA Novosti, vài ngày qua có thể coi là quãng thời gian đen tối nhất với phòng không Ukraine khi có tới hai tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo và một tổ hợp S-300PS của họ bị phá hủy ở vùng Donetsk. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì lưới lửa canh trời của Kiev ở khu vực này đã thủng một lỗ lớn, tạo điều kiện cho chiến đấu cơ Nga hoạt động mạnh hơn. Kênh Avivoenkori nhận định nếu phương Tây không tăng viện trợ quân sự và có sự thay đổi chiến lược của Kiev, vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine có thể xấu đi mạnh mẽ vào mùa hè. Theo đó, một bước đột phá lớn của quân đội Nga ở chiến trường trở nên hoàn toàn có thể xảy ra do Ukraine thiếu thốn đạn dược và nhân lực nghiêm trọng. Kiev đang gặp khủng hoảng giống như Moscow sau những thất bại đầu tiên ở Ukraine. Tuy nhiên, không giống như Nga, Kiev và phương Tây không thể huy động ngành công nghiệp quân sự và chuẩn bị nguồn dự trữ lớn. Nga hiện có rất ít lý do để không tiếp tục tấn công. Lực lượng vũ trang Ukraine còn rất ít nơi được phòng thủ tốt như Avdivka. Điều đó có nghĩa là các cuộc tấn công của Nga có thể dễ dàng hơn trong tương lai. Họ đang gia tăng áp lực, cố gắng thực hiện trước mùa xuân tan bằng. Moscow cũng lợi dụng việc Ukraine thiếu đạn pháo và chiến hào để tấn công trước khi đối phương có thời gian xây dựng tuyến phòng ngự kiên cố. Avi Von Kody bình luận đây là một dấu hiệu xấu đối với Ukraine và những người ủng hộ nước này. Các cuộc tấn công này có thể sẽ không được chấp thuận nếu Điện Kremlin không chắc chắn về triển vọng thành công. Nói cách khác, Nga đang dự đoán sẽ có nhiều chiến thắng hơn trên chiến trường. Chiến lược của Moscow là tiến hành các cuộc tấn công nhiều mặt nhằm làm suy yếu lực lượng của Ukraine. Mục tiêu hiện tại của họ là tiếp cận Pokos Donetsk để đảm bảo mạng lưới đường bộ và đường sắt quan trọng và tấn công lực lượng Kiev gần Karamatos và Slavyansk. Ngoài ra, quân đội Nga có thể sẽ cố gắng tiến vào khu vực Zaporizhia nhằm xóa sổ kết quả của phản công 2023 của Ukraine tại Odekov và phía Bắc. Họ sẽ cố gắng tiến gần hơn đến Kupiansk. Ukraine, ngoài việc khẩn trương xin viện trợ của phương Tây và xây dựng chiến hào, cần tăng cường tuyển mộ binh sĩ. Báo cáo viết Thật không may, việc tìm kiếm thêm binh lính có thể sẽ đòi hỏi một cuộc tổng động viên không được lòng dân. Kênh Suri cho biết cuộc chiến tiêu hao được giải thích qua bản đồ dưới đây. Theo đó, quân đội Ukraine đã và đang xây dựng một hệ thống chiến hào khổng lồ ở khu vực Donbass do họ kiểm soát, phía bắc Zaporizhia và trong tương lai gần, ở phía đông Dnipropetrovsk sự tiến bộ của Nga trong khu vực này sẽ không dễ dàng và nhanh chóng. Sự sụp đổ không thể xảy ra trong tình huống này vì quân Kiev sẽ có thể rút lui một cách có hệ thống khi lực lượng Moscow tiến về phía Tây. Như đã đề cập trước đó, sự sụp đổ của Ukraine chỉ xảy ra khi nguồn dự trữ tài nguyên sẵn có của chính quyền Kiev đạt tới điểm giới hạn. Kênh Avi Voenkori cho biết quân Nga tiếp tục phát triển từ Bắc Mớt đến Chasovya, tập trung giải quyết từ cứ điểm Krasnoye vô cùng quan trọng án ngữ lối vào thành phố từ phía đông. Trong các trận chiến khốc liệt trên đường phố, Ukraine đã bị ngạt đánh bật hầu hết trong làng. Trước đó, lính xung kích của lữ đoàn dù 11, trung đoàn 68 và 102 của quân khu phía Nam đã ép lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi trung tâm và tiếp tục tiến về ngoại ô Krasnoye. Ukraine đã biến một số tòa nhà nơi có tầng hầm thành cứ điểm phòng ngự và trong đó họ có thể ẩn náu trước hỏa lực của pháo binh và các cuộc không kích. Từ phía vành đai rừng, Ukraine thỉnh thoảng tung thêm các nhóm quân tiếp viện nhỏ, nhưng một số đã bị đánh bại. Các sĩ quan và nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận sự tiến bộ của Nga. Đối phương kiểm soát phần lớn Ivanovsky. Họ cũng đã tiến 200 mét về phía VMK và 100 mét về phía Drut Quả thực là 80% Ivanovsky nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng điều gì đó khác có thể thay đổi. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 9 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, trên hướng Novopavlos, quân Nga đã 21 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và 11 đợt xung phong đã bị đẩy lùi ở Avdivka. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 58 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, đối phương đã phóng 3 tên lửa, thực hiện 61 cuộc không kích và 70 cuộc tập kích từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut Abdipka, Novopavlos, Marinka, Odekhov, Zaporizhia. Trong ngày, máy bay Ukraine không kích vào 8 khu vực tập trung nhân lực vũ khí và khí tài của đối phương. Các đơn vị tên lửa đánh trúng một khu tập trung quân, một trạm tác chiến điện tử và một hệ thống phòng không Nga, báo cáo viết. European Pravda đưa tin trong cuộc phỏng vấn với Subdoche Zetung, Ngoại trưởng Anh David Cameron đề xuất Đức đổi tên lửa Taurus lấy tên lửa Storm Shadow của Anh để cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Cameron nói, chúng tôi sẵn sàng xem xét mọi phương án để đạt được hiệu quả tối đa cho Ukraine. Ý tưởng của Bộ trưởng Ngoại giao Anh là Đức có thể cung cấp Taurus cho Anh và đổi lại chính phủ Anh sẽ cung cấp thêm tên lửa Storm Shadow cho Ukraine. Ông cũng bác bỏ lo ngại rằng việc cung cấp tên lửa hành trình có thể dẫn đến lao thang chiến sự ở Ukraine. Bộ trưởng cho biết hoàn toàn có thể đặt ra các hạn chế đối với việc sử dụng những loại vũ khí này để đảm bảo rằng chúng không góp phần vào việc lao thang dưới bất kỳ hình thức nào. Ông nhấn mạnh rằng anh tin tưởng vào sự đảm bảo do Ukraine đưa ra, đồng thời nói thêm rằng London hài lòng với các thỏa thuận đã đạt được. Vào tháng 1, báo Hansdaleblatt đưa tin anh đã đề nghị cung cấp thêm tên lửa hành trình Somsadao cho Ukraine để đổi lấy tên lửa Taurus của Đức. Theo ý tưởng, anh hoặc Pháp có thể nhận tên lửa Taurus từ kho của lực lượng vũ trang Đức, để Paris và London có thể chuyển cho Ukraine thêm loại tên lửa hành trình mà họ đã cung cấp. AFP cho biết, chính trị gia đáng Xanh Ông Anton Hofreiter của Đức ủng hộ đề xuất của Anh đổi tên lửa Taurus lấy som xa đầu để cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Theo ông Hofreiter, sẽ tốt hơn nếu Thủ tướng Đức Olaf Scholz không chặn việc cung cấp Taurus cho Ukraine. Ông nói thêm rằng, tuy nhiên cho đến khi Ukraine nhận được thêm tên lửa hành trình, một cuộc trao đổi vòng tròn như vậy vẫn có thể xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn với Sudeuche Zeitung, Ngoại trưởng Anh David Cameron phản đối việc gửi quân phương Tây tới Ukraine, ngay cả để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, vì họ có thể trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ việc loại trừ việc gửi quân đến Ukraine trong tình hình hiện tại có hợp lý hay không, ông Cameron nói các nhiệm vụ huấn luyện tốt nhất nên được thực hiện ở bên ngoài vùng chiến sự. Chúng tôi đã huấn luyện 60.000 binh sĩ Ukraine ở Anh Ông tin rằng điều một phái đoàn nước ngoài tới thường trực Ukraine sẽ tạo ra mục tiêu cho Nga. Chúng ta phải tránh tạo ra những mục tiêu rõ ràng cho Tổng thống Putin. Kajip Post đưa tin, cùng với việc phá hủy trạm tác chiến điện từ G-10 của Nga, các binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt, gọi tắt là SSO của Ukraine, đã tiết lộ kết quả hoạt động của họ trên mặt trận phía Nam, nhắm vào một máy đào hào, xe tải quân sự và thuyền của Nga. SSO thông báo phá hủy tổ hợp tác chiến điện từ G10 của Nga, đồng thời chia sẻ những thước phim kịch tính về khoảnh khắc bùng nổ qua Telegram. Tổ hợp này được phát hiện bởi UAV trinh sát thuộc Trung đoàn Độc lập số 3 của SSO trong quá trình giám sát ở vùng Saporizia và tham số mục tiêu đã được chuyển cho một đơn vị pháo binh Ukraine để tấn công chính xác. Đoạn video cũng ghi lại cảnh họ chặn sóng vô tuyến liên lạc của quân đội nga khi họ nhận thấy một UAV của Ukraine đang lượn vòng gần tổ hợp tác chiến vô tuyến điện tử. Thông báo nêu rõ nhờ nỗ lực phối hợp, một tổ hợp di khác và kiếp vận hành của nó đã không sống sót sau cuộc tập kích bằng tên lửa HIMARS do các binh sĩ SSO chỉ thị mục tiêu. Trước đó, SSO đưa tin về việc phá hủy tổ hợp radar giám sát và điều khiển hỏa lực Jupac-1 của nga, một khí tài có giá trị cao. Theo dữ liệu từ các nguồn mở, chi phí ước tính của tổ hợp là khoảng 10-15 triệu đô la Mỹ. Báo Shochina Morning Post ngày 8 tháng 3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực ở phía sau hậu trường để mời Nga tham gia các cuộc đàm phán do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè, song vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể. Số quốc gia tham dự hội nghị cũng chưa được tiết lộ, tuy nhiên Ukraine tuyên bố Nga chỉ có thể được mời tham dự nếu nước này đồng ý một loạt điều kiện tiên quyết. Theo SCMP, đặc phái viên của Trung Quốc tại khu vực Á Âu Li Huy nói với các quan chức Liên minh châu Âu rằng hội nghị thượng đỉnh lần này không nên đưa ra một kế hoạch để đè bẹp Nga. Các nguồn tin nói thêm rằng cả Trung Quốc và Thụy Sĩ đều có chung quan điểm thực tế rằng các cuộc đàm phán không nên chỉ mang tính hình thức. SCMP đưa tin, đặc phái viên Trung Quốc Li cũng nói với những người đồng cấp EU rằng Moscow có hai điều kiện tiên quyết để đàm phán, bao gồm chấm dứt việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine và hủy bỏ xác lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2022, trong đó bác bỏ các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin. Trung Quốc đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Nga và không lên án cuộc chiến chống lại Ukraine, cũng như không tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Moscow mặc dù bắc kinh chưa công khai cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho nga nhưng tình báo phương tây cho rằng trung quốc đã cung cấp cho nga một lượng lớn hàng hóa có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự liên minh châu âu và mỹ nhiều lần kêu gọi trung quốc sử dụng ảnh hưởng của nước này đối với moscow để chấm dứt cuộc xâm lược ukraine ngoại trưởng trung quốc vương nghị nói với các phóng viên bên lề kỳ họp của quốc hội trung quốc ở bắc kinh tuần này các cuộc đàm phán càng bắt đầu sớm hòa bình càng đến sớm ông vương nói thêm rằng Việc thiếu các cuộc đàm phán hòa bình có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn. Vào tháng 2 năm 2023, Trung Quốc đã đề xuất lộ trình 12 điểm hướng tới việc giải quyết hòa bình, cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, sáng kiến này bị Kiev bác bỏ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay chỉ có thể dựa trên công thức hòa bình. 10 điểm mà ông đã công bố vào cuối năm 2022, những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow. Nga bác bỏ điều khoản của Tổng thống Zelensky là không thực tế, đồng thời cho rằng Moscow sẽ không bao giờ nhượng bộ Crimea. Khu vực sắp nhập vào Nga năm 2014 hoặc bốn khu vực của Ukraine sắp nhập vào Nga năm 2022. Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ nói với truyền thông địa phương vào tháng 1 rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có sự tham gia của Nga chắc chắn sẽ thất bại. Moscow khẳng định sẵn sàng đàm phán, nhưng với những điều kiện có thể chấp nhận được cùng được cho xuất ngũ vì lý do sức khỏe là cựu tổng tham mưu trưởng Serhiy Sapatala, Ukrainska Pravda ngày 9 tháng 3 dẫn lời các nguồn tin ẩn danh trong Bộ Quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, báo ZN của Ukraine đưa tin ông Zaluzny đã tham gia kiểm tra y tế vào mùa đông nhưng được kết luận không đủ sức khỏe phục vụ quân ngũ. ZN dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, sau khi bị cách chức vào ngày 9 tháng 2 theo quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Zaluzny thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine. Zn viết, Bộ trưởng Quốc phòng Umirov không xem xét trao cho ông Zaluzny các chức vụ quân đội quan trọng tương xứng với trình độ đào tạo và kinh nghiệm của ông ấy, cũng như Tổng thống Zelensky trước đây. Trong hoàn cảnh đó, tướng Zaluzny quyết định xuất ngũ để có cơ hội và quyền làm công việc khác, theo Zn. Ngày 8 tháng 3, ông Zaluzny được bổ nhiệm làm đại sứ tại Vương quốc Anh. Zn giải thích rằng, Khoảng thời gian chống vài tuần trước khi ông Zaluzny được bổ nhiệm chức vụ mới là do sau khi Ukraine thông qua luật mới về danh sách cấp bậc quân sự. Các thay đổi tương ứng trong khuôn khổ pháp lý, bao gồm xác lệnh tổng thống, vẫn chưa hoàn thiện. Vì thế mà khi đó chưa rõ ai sẽ bãi nhiệm tướng Zaluzny, Bộ trưởng Quốc phòng hay Tổng thống. Theo quy định pháp luật Ukraine, người nào đảm nhiệm chức tướng không thể đồng thời đảm nhiệm cương vị nhà ngoại giao. Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm ngoái để thể hiện điều mà họ nhấn mạnh là chiến dịch đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel ở dài Gaza. Ngày 9 tháng 3, Yahya Saria, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết lực lượng của họ đã tấn công tàu chở hàng và một số tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đỏ và Vịnh Aden bằng 37 máy bay không người lái, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ gọi tắt là Centercom cho biết quân đội Mỹ và lực lượng liên minh đã bắn rơi ít nhất là 28 máy bay không người lái trên biển đỏ trong sáng sớm ngày 9 tháng 3. Centercom khẳng định không có tàu hải quân nào của Mỹ hoặc liên minh bị hư hại trong cuộc tấn công và cũng không có báo cáo về thiệt hại của tàu thương mại. Trước đó, Centercom thông báo lực lượng của họ đang ứng phó với một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Quân đội Pháp cho biết một tàu và máy bay chiến đấu cũng vừa bắn hạ bốn máy bay không người lái lao về phía các tàu hải quân của châu Âu trong khu vực. Thông báo cho biết hoạt động phòng thủ này góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ tàu chở hàng True Confidence treo cờ Barbados bị tấn công vào ngày 6 tháng 3 và đang được kéo đi, cũng như các tàu thương mại khác đi qua khu vực. Pháp có một tàu chiến đang làm nhiệm vụ trong khu vực cùng với các máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở Djibouti và UAE. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chiến hạm HMS Richmond của họ đã cùng các đồng minh quốc tế đẩy lùi đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi trong đêm và cho biết không có thương tích hay thiệt hại nào xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Grand Shapps cho biết trên mạng xã hội X, đêm qua, HMS Richmond đã sử dụng tên lửa là Sea Scepter để bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công, đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bất hợp pháp khác của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Ông tuyên bố Vương quốc Anh và các đồng minh của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hành động cần thiết để cứu mạng sống và bảo vệ quyền tự do hàng hải. Ngày. ngày 6 tháng 3, ba thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt, trong cuộc tấn công bằng tên lửa mà Houthi thực hiện nhằm vào tàu Chu Confidence do Hy Lạp điều hành. Đây là thương vong dân sự đầu tiên kể từ khi lực lượng này bắt đầu tấn công trên tuyến đường vận tải biển quan trọng bên cạnh đó cơ quan điều hành thương mại hàng hải vương quốc anh gọi tắt là UKMTO xác nhận đã có một nỗ lực tấn công vào tàu Proben fortune treo cờ singapore cơ quan này cho biết công ty vận chuyển đã báo cáo hai vụ nổ gần tàu chở hàng nhưng tất cả thuyền viên đều an toàn và con tàu đang tiếp tục đến cảng tiếp theo Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 3 tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi một số cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông và nam Ukraine, khiến đối phương mất khoảng 500 quân nhân, theo hãng tin TASS. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 197 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ, phá hủy một máy bay MiG-29 cùng ba quả đốc kết thuộc hệ thống đốc kết pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine. Đến khuya ngày 9 tháng 3, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga. Chính quyền tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine nói rằng một quả bom của Nga đã rơi xuống gần một khu trung cư ở thành phố Kherson trong đêm ngày 8 và ngày 9 tháng 3, khiến một đứa trẻ bị thương, theo AFP. Ngoài ra, các quan chức ở tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine nói rằng cuộc pháo kích của Nga đã giết chết một thiếu niên ở làng Chevonogrip-Koripka trên sông Dnipro. Không quân Ukraine vào sáng ngày 9 tháng 3 tuyên bố đã bắn hạ 12 trong số 15 máy bay không người lái do Nga phóng vào tỉnh Donetsk và hai tỉnh Dnipropetrovsk và Poltava ở miền trung Ukraine trong đêm ngày 8 và ngày 9 tháng 3. Đến khuya ngày 9 tháng 3, chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 3 tuyên bố quân đội Nga đã chặn 47 máy bay không người lái UAV do Ukraine phóng nhắm vào bốn tỉnh của Nga trong đêm ngày 8 và ngày 9 tháng 3, theo đài RT. Trong đó có một chiếc UAV bị bắn hạ ở tỉnh Benkodot, hai chiếc ở tỉnh Kursk, ba chiếc ở tỉnh Volgograd và 41 chiếc ở tỉnh Rostov. Giới chức ở bốn tỉnh này nói là không có báo cáo thương vong. Tình trường Vasily Golubev của tỉnh Rostov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị phòng không địa phương đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn. Tình trường Toman Zadovoy của tỉnh Kursk thì viết rằng các mảnh vỡ từ UAV Ukraine bị bắn rơi đã làm hư hỏng mái của một bệnh viện. Hôm 7 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công của UAV Ukraine nhắm vào đất Nga, trong đó có tỉnh Tula, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km. Đến khuya ngày 9 tháng 3, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo của Đức được đăng vào ngày 9 tháng 3, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay ông phản đối việc gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, theo AFP. Ông Cameron cho rằng các nhiệm vụ huấn luyện tốt nhất nên được thực hiện ở nước khác, đồng thời lưu ý rằng Anh đã huấn luyện 60.000 binh sĩ Ukraine theo cách đó. Ông Cameron lập luận việc đưa binh sĩ nước ngoài vào Ukraine sẽ tạo ra mục tiêu cho Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 26 tháng 2 đã gây xôn xao trong các đồng minh khi không loại trừ việc gửi quân phương Tây tới Ukraine để giúp nước này chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Phía Anh sau đó xác nhận rằng họ đã gửi những đơn vị nhỏ đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo y tế. Nhưng phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa Sunak nói rằng London không thấy trước việc triển khai quy mô lớn. Hôm 8 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecono khẳng định hiện tại không có kế hoạch gửi quân chiến đấu, nhưng các đồng minh của Ukraine có thể xem xét các nhiệm vụ huấn luyện hoặc giả phá bom mìn. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo của Đức, ông Cameron nhấn mạnh Ukraine cần nhiều vũ khí tầm xa hơn và ông sẵn sàng hợp tác với Berlin nhằm loại bỏ sự dè dặt trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất. Berlin đã từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Kyiv vì lo ngại rằng tên lửa có tầm bắn 500 km này sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Theo ISVK, điều này cho thấy các đơn vị Nga có thể đã đúc rút và phát huy những chiến thuật hiệu quả thu lượm được trong các hoạt động tấn công ở Ukraine. Nhà quan sát quốc phòng Ukraine Konstantin Mashovet vào ngày 8 tháng 3 cho biết quân đội Nga có thể đã tập hợp lại về mặt chiến thuật và chuyển trọng tâm hoạt động tấn công từ phía bắc nhà máy than và hóa chất ở phía tây bắc Abdiivka sang các khu vực gần phía đông bắc thành phố. Chuyên gia Mashovet tuyên bố lực lượng Moscow đã thực hiện việc tái tập hợp và thay đổi chiến thuật này để tạo bất ngờ, không cho phép Ukraine nhận thức đầy đủ và thích ứng kịp về điều đó dẫn tới những tình huống không kịp trở tay và thất thủ. Báo cáo của ông Marshoves cho thấy lực lượng Moscow tiến vào khu vực này do có sự bất ngờ về mặt chiến thuật ở một mức độ nào đó. Các nhà phân tích lưu ý rằng khả năng lực lượng Nga đạt được các yếu tố bất ngờ chiến thuật trong môi trường hoạt động như vậy là rất đáng chú ý. Trước đó, ISVK chưa quan sát thấy bất kỳ hành động gây bất ngờ chiến thuật đáng chú ý nào khác gần đây của lực lượng Nga. Việc Moscow có thể đột phá nhanh gần Abdiivka không nhất thiết cho thấy năng lực của họ lớn hơn. Theo ISVPF, các lực lượng Moscow đã thể hiện sự thích ứng hạn chế ở cấp độ chiến thuật trong một số khu vực nhất định trên mặt trận, nhưng những thất bại về mặt chiến thuật trên diện rộng của Nga ở khắp Ukraine cho thấy các chỉ huy của họ chưa tiếp thu và phổ biến các biện pháp thích ứng chiến thuật cho tất cả các nhóm lực lượng hoạt động trong khu vực chiến dịch đặc biệt. Những nhận định đáng chú ý của ISVPF trong ngày 8 tháng 3 thứ nhất tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn ở ukraine sẽ cho phép moscow khôi phục lực lượng và khả năng cho các hoạt động tấn công trong tương lai thứ hai một số lực lượng moscow có thể đã cải thiện khả năng chiến thuật của họ và khai thác tính bất ngờ chiến thuật hạn chế ở những tuần cuối cùng trong nỗ lực đánh chiếm abdika cho thấy rằng các thành phần của họ có thể đã tiếp thu những điều chỉnh chiến thuật rút ra được trong các hoạt động tấn công ở ukraine Thứ ba, Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Nikolai Ometchuk vào ngày 8 tháng 3 cho biết lực lượng Ukraine thường xuyên bị máy bay chiến đấu Nga tấn công. Thứ tư, các đối tác châu Âu của Ukraine tiếp tục nỗ lực cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ và hậu cần bổ sung. Thứ năm, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút binh sĩ khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, gọi tắt là ZNPP, làm suy yếu nỗ lực của Moscow trong việc sử dụng IAEA và các tổ chức quốc tế khác để hợp thức hóa việc kiểm soát nhà máy này. Thứ sáu, những nỗ lực của Kyiv nhằm khuyến khích phụ nữ phục vụ trong quân đội Ukraine tiếp tục cho phép họ khai thác nguồn nhân lực rộng rãi hơn cho các nỗ lực chiến đấu của mình. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây đã xác nhận có bước phát triển gần Abdipka trong bối cảnh giao tranh chiến hào kéo dài dọc theo toàn bộ chiến tuyến vào ngày 8 tháng 3. Thứ 8, BBC tiếng Nga và kênh truyền thông đối lập Mediazona của Nga hôm 8 tháng 3 công bố một báo cáo chung cho biết ít nhất 46.678 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Trong đó có ít nhất 1.555 người được xác nhận đã chết trong hai tuần qua. Ukrainska Pravda đưa tin Dmitry Likovy, người phát ngôn nhóm tác chiến chiến lược Tavia của Ukraine cho biết, Nga đang tung lực lượng đánh chiếm Novomikhailovka, Jokhevka, Pobeda và Krasnohorivka theo hướng Novopavlovsk ở vùng Donetsk. Theo ông, quân Nga cũng chỉ đạo các cuộc tấn công từ cả hai phía của mấu lôi Robotin nhưng không thành công. Ông nói hướng giao tranh ác liệt nhất là Novopavlovsk nằm ở phía tây thành phố Marinka, nơi đối phương tập trung nỗ lực chính sau khi quân Ukraine rút khỏi Abdiivka. Đặc biệt, họ tung lực lượng khổng lồ để đánh chiếm làng Novomikhailovka ở vùng Donetsk, cũng như làng Job fK và Pobeda và Krasnogorovka gần Marinka. Hôm qua, vào ngày 8 tháng 3, 27 nỗ lực tấn công của người Nga đã được ghi lại ở đó. Ông Likovi nói thêm rằng, cùng lúc đó ở hướng Orekov, đối phương đang hành động hơi kỳ lạ. Ông nói, thỉnh thoảng họ sử dụng một số nguồn lực cơ bản cho cuộc tấn công đáng kể nào đó bởi một đoàn xe bọc thép với hàng chục phương tiện khi chúng bị tiêu diệt họ chuyển sang chiến thuật thông thường dùng các nhóm xung kích nhỏ đôi khi sử dụng xe bọc thép để tiêu diệt bộ binh ukraine ở trung tâm ngôi làng ribotin ông lưu ý rằng robotin nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực hiệu quả của lực lượng vũ trang ukraine đúng đối phương không từ bỏ cố gắng có lẽ đây chính xác là mục tiêu chính trị nhằm chiếm lại mấu lời này chúng ta đang nói về những vùng lãnh thổ mà ukraine giành được trong chiến dịch tấn công vào mùa hè năm ngoái đối với người nga vấn đề này có lẽ có tầm quan trọng cơ bản Ông nhấn mạnh, đó là lý do tại sao họ ném lượng dự trữ và tài nguyên đáng kể vào đó và tấn công Dobrotin như thể họ đang đâm đầu vào tường. Họ chịu tổn thất rất nặng nề ở đó nhưng họ không từ bỏ những nỗ lực này. Ông Lykovy lưu ý rằng Dobrotin vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, mặc dù gặp vô vàn khó khăn. Houthi lần đầu gây thương vong cho thủy thủ khi tập kích tàu hàng khiến thách thức với nỗ lực khôi phục an toàn cho tuyến hàng hải qua biển đỏ ngày càng lớn.ít nhất ba thủy thủ, trong đó có một người Việt, thiệt mạng, bốn người bị thương trong vụ tập kích vào ngày 6 tháng 3 của lực lượng Houthi nhằm vào tàu hàng Chu Confidence mang cờ Barbados trên vịnh Aden. Đây là lần đầu tiên các đòn tấn công của Houthi gây thương vong cho thủy thủ kể từ khi nhóm vũ trang ở Yemen công bố nhắm mục tiêu vào tàu hàng qua biển đỏ để đáp trả chiến dịch của Israel tại giải Gaza. Nó cũng đánh dấu mức độ leo thang đáng kể căng thẳng tại Biển Đỏ, bất chấp Liên minh Hải quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang nỗ lực tìm cách đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải quan trọng này. Houthi, từ cuối tháng 10 năm 2023, bắt đầu phóng tên lửa máy bay không người lái UAV vào các tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với Israel và Mỹ đi qua biển đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine, gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi, trong trục kháng chiến chống Ten Aviv ở Trung Đông. Theo giới chức phương Tây, Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tập kích nhằm vào các tàu hàng. Hầu hết tên lửa và UAV mà Houthi sử dụng bị lực lượng hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu, đánh chặn hoặc rơi xuống nước không gây thiệt hại. Mỹ và Anh đã nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí Houthi đặt radar tên lửa chống hạm, xuồng tự sát và UAV, song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Căng thẳng ở biển đỏ bắt đầu leo thang khi Houthi gia tăng tập kích và đánh trúng tàu hàng Anh Tobima hôm 18 tháng 2. Toàn bộ thủy thủ được sơ tán an toàn, nhưng Tubima bị chìm đêm ngày 1 tháng 3 trở thành con tàu đầu tiên bị hỏa lực Houthi đánh đắm. Martin Kelly, nhà phân tích cấp cao về Trung Đông tại đơn vị an ninh hàng hải EOS Rich Group cho biết Houthi sử dụng nhiều nguồn thông tin để xác định tàu hàng đi qua biển đỏ có trở thành mục tiêu hay không. Kelly nói thông tin về tàu hàng trên một số nguồn mở mà Houthi sử dụng có thể chưa được cập nhật dẫn đến những vụ tấn công vào các con tàu không liên quan gì tới Israel hay Mỹ. Đây có thể chính là trường hợp của True Confidence. Tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải True Confidence Shipping ở Liberia và đang do công ty Hy Lạp 3rd Maritime vận hành. Hai công ty này đều khẳng định con tàu không có liên hệ với Mỹ như cáo buộc của Houthi. Điều này khiến vụ tấn công ngày 6 tháng 3 càng thêm sốc khi các tàu hàng không thể biết được mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Houthi lúc nào, buộc các công ty hàng hải phải suy nghĩ lại về lộ trình qua biển đỏ. Sau vụ tập kích tàu True Confidence, rất ít tàu hàng muốn tiếp tục đi qua biển đỏ và kênh đào Suez. Theo công ty phân tích rủi ro hàng hải quay qua, số tàu hàng neo ngoài khơi các cảng ở phía Bắc và Nam kênh đào Suez vào ngày 6 tháng 3 tăng 225% so với ngày trước đó. Amit Daniel, CEO của Winwa, nói với CNN, số liệu của chúng tôi cho thấy 61% số tàu thả neo sau khi xảy ra vụ tập kích. Ông dự đoán lượng tàu qua kênh đào Suez, tuyến hàng hải vận chuyển 10-15% giá trị thương mại thế giới, sẽ còn giảm hơn nữa. Liên đoàn Người lao động vận tải quốc tế gọi tắt là ITF hôm 7 tháng 3 ra tuyên bố kêu gọi toàn bộ tàu hàng chuyển hướng qua mũi hảo vọng ở châu Phi, tránh đi qua biển đỏ sau vụ tập kích của Houthi thời gian giao hàng không đáng giá bằng mạng sống của các thủy thủ, ITF nhấn mạnh. Peter Sen, giám đốc phân tích tại công ty phân tích hàng hải Seneta có trụ sở ở Na Uy, nhận định làn danh đỏ dường như đã bị vượt qua khi xuất hiện thương vong. Lưu lượng tàu qua biển đỏ và kênh đào Suez chỉ còn khoảng 30%, theo Sen. Tôi dự đoán tỷ lệ này còn giảm hơn nữa sau vụ tập kích gây chết người. Các tàu vẫn đi qua khu vực, chủ yếu là tàu dầu, nhưng nhiều khả năng họ cũng sẽ rút lui. Các chuyên gia chỉ ra rằng, việc gián đoạn hành trình qua biển đỏ càng kéo dài, vận chuyển hàng hóa nhân liệu càng chậm trễ, giá hàng hóa trên toàn cầu sẽ càng tăng, nguy cơ xảy ra chuyện gì đó cao hơn mọi người nghĩ, và tác động khi có chuyện xảy ra cũng vậy, CEO Daniel cho hay. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde vào ngày 7 tháng 3 cảnh báo thiệt hại kinh tế từ khủng hoảng biển đỏ các yếu tố đẩy lạm phát đi lên, bao gồm căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Đông, có thể khiến giá năng lượng, chi phí vận chuyển tăng trong tương lai gần và làm gián đoạn thương mại toàn cầu, bà Lacret nói. Thảm kịch cũng sẽ khiến nỗ lực tuyển thủy thủ cho các tàu hàng trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi lương cơ bản cho những người làm việc ở Biển Đỏ và Vịnh Aden đã tăng lên gấp đôi sau các thỏa thuận thương lượng gần đây. Tổng thư ký ITF Stephen Cotton lưu ý. David Ashmore, luật sư tại công ty luật toàn cầu Rich Smith, chung quan điểm. Trong bối cảnh lực lượng lao động trên biển khan hiếm, những lo ngại về an toàn đang khiến một nhiệm vụ vốn đã là thách thức càng thêm khó khăn. John Stabert nói, vụ tập kích đã chứng minh những gì chúng tôi nói từ đầu cuộc khủng hoảng, rằng thủy thủ sẽ chịu tác động lớn nhất. Quản lý cấp cao tại Viện Vận Tài Biển Quốc tế, trụ sở tại Anh, nói họ là những người bám trụ ở tuyến đầu và việc những cuộc tập kích hóa thì dẫn đến kết cục bi thảm như vậy chỉ là vấn đề thời gian. Vụ tập kích tàu True Confidence còn làm dấy lên nguy cơ thêm bùng xung đột ở khu vực. Nhà Trắng đã cảnh báo đáp trả và kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới cùng hành động để buộc Houthi phải chịu trách nhiệm. Houthi tuyên bố xem xét lại hoạt động tập kích tàu hàng trên biển đỏ nếu Israel chấm dứt chiến sự tại giải Gaza. Trong khi đó, Israel vẫn quyết tâm giành chiến thắng tuyệt đối trước Hamas, đồng nghĩa cuộc khủng hoảng ở biển đỏ có thể còn kéo dài nhiều tháng. Phát ngôn viên Houthi Mohamed Abdul Salan viết ngày 7 tháng 3: Chúng tôi buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những chuyện xảy ra. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 7 tháng 3 bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho chính phủ Mỹ, hoàn tất quy trình để trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự. Lễ thương cờ Thụy Điển tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ, sự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 3. Ông Christensen cho biết trong bài phát biểu gửi người dân từ Washington, Thụy Điển hôm nay an toàn hơn hôm qua. Chúng ta đã có đồng minh, chúng ta có sự hậu thuẫn, chúng ta đã nhận được sự đảm bảo từ Liên minh Quốc phòng phương Tây. Ở chiều ngược lại, Thụy Điển cũng không gia nhập NATO với hai bàn tay trắng. Sự góp mặt của Thụy Điển, quốc gia có nền quốc phòng hùng mạnh, cùng vị trí địa lý có nhiều lợi thế trời ban, có thể giúp NATO giải bài toán về cách liên minh ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, kết nạp Thụy Điển giúp NATO mạnh hơn, Thụy Điển an toàn hơn, cả liên minh an toàn hơn. Với việc kết nạp Thụy Điển, NATO giờ đây đã vây kín gần như toàn bộ biển Baltic. Nga giờ đây chỉ có thể tiếp cận vùng biển chiến lược này từ thành phố xanh Petersburg qua cửa ngõ hẹp ở Vịnh Phần Lan, cũng như khu vực ra vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Ngoại trưởng Lavita Stanis Karin, một trong những ứng viên kế nhiệm ông Stoltenberg nói, biển Baltic giờ đây đã trở thành hồ NATO. Nga có nhiều lợi ích kinh tế quân sự ở biển Baltic, thành phố xanh Petersburg là nơi đặt nhiều cơ sở lọc dầu và là cửa ngõ để Nga xuất khẩu sản phẩm qua Vịnh Phần Lan hạm đội Baltic có trụ sở và cảng nhà ở Galingrad, cùng với một căn cứ ở xanh Petersburg, tất cả giờ đây đều có nguy cơ nằm trong vòng kiểm soát của NATO. Cùng với sức mạnh hải quân và không quân, vị trí địa lý của Thụy Điển còn giúp NATO đối phó bất kỳ động thái tấn công nào của Nga, dù là ở các nước Baltic, sau biên giới ở Phần Lan hay Bắc Cực. Một quan chức NATO cấp cao am hiểu kế hoạch quốc phòng của Liên minh nói, Hệ thống đường bộ và đường sắt của Thụy Điển được coi là tuyến đường nhanh nhất để di chuyển trên bán đảo Scandinavia. Nhóm nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, từ đầu được coi là gót chân Angeles của NATO, giờ đây có thể nhận được hỗ trợ ngay lập tức từ Phần Lan và Thụy Điển nếu bị tấn công thay vì vụ thuộc vào hành lang Suvarkis giữa Ba Lan và Litva. Đảo Gotland của Thụy Điển cũng do NATO củng cố vị thế tại khu vực, kiểm soát tốt hơn các tuyến hàng không và hàng hải. Gotland rộng hơn 3.100 km vuông, thường được ví như một tàu sân bay không thể chìm và cách Latvia khoảng 200 km. Hiện NATO chưa có kế hoạch đưa binh sĩ đến đồn trú tại Thụy Điển, nhưng vấn đề này sẽ được thảo luận theo quan chức của khối. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kế hoạch tái cơ cấu quân đội Nga và củng cố lực lượng ở sườn Tây nước này nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ việc NATO kết nạp Phần Lan, Thụy Điển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng với những mối đe dọa có thể hiện hữu trên lãnh thổ Phần Lan và Thụy Điển. Sự phân tích cũng cảnh báo Nga vẫn có thể tạo ra nguy cơ từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi Moscow đã triển khai tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân. Minan Alander, nhà nghiên cứu tại Viện Phần Lan về các vấn đề quốc tế nói, nếu nhìn trên bản đồ thì đúng, về mặt địa lý biển Baltic đã trở thành hồ NATO, nhưng NATO vẫn có nhiều việc phải làm. Giáo sư Joneni, giảng viên trường quân sự lục quân Mỹ cho rằng Liên minh NATO nên từ bỏ quan điểm cho rằng biển Baltic là của riêng sau khi kết nạp Thụy Điển. Dennis cảnh báo gọi biển Baltic là hồ NATO sẽ dẫn đến sự tự mãn. Julian Palak, nhà nghiên cứu tại Đại học Quân đội Đức, thành phố Hamburg cũng cho rằng những lợi thế về địa lý, tiềm lực quốc phòng của Thụy Điển cũng không thể giúp NATO kiểm soát hoàn toàn mọi thứ diễn ra trên khu vực rộng lớn như biển Baltic. Parad nói, kiểm soát vùng biển rộng lớn như vậy là điều rất khó thực hiện. Nếu so với lãnh thổ trên đất liền, vụ đường ống nau trầm sẽ bị phá hoại cho thấy chúng ta rất khó xác định chuyện gì xảy ra ở dưới mặt nước cũng như đáy biển. Sau nhiều tháng đứng nhìn bạn láng giềng Phần Lan bước vào NATO, Thụy Điển gần đây đã vượt qua những rào cản cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trên đường vào liên minh quân sự chính thức đạt dấu chấm hết cho truyền thống phi liên kết quân sự của mình. Ông Robert Dalisho, giám đốc nghiên cứu thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển với việc gia nhập NATO, Thụy Điển hoàn thành quá trình 30 năm thay đổi từ đại chiến lược đã có từ thời Napoleon là không gia nhập liên minh để tránh chiến tranh sang đại chiến lược gia nhập liên minh hùng mạnh để tránh chiến tranh. Cùng với sự gia nhập của Phần Lan, tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ giúp NATO thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu và củng cố điều mà họ thường gọi là sự gian đe trước Nga, theo các chuyên gia. Ngược lại, Moscow cũng sẽ nhìn nhận những diễn biến này là mối đe dọa. Ngay từ khi Thụy Điển và Phần Lan cùng gửi đơn xin gia nhập NATO, Nga đã cảnh báo rằng sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng về mặt kỹ thuật quân sự. Từ trước khi bước vào NATO, Thụy Điển đã có mối quan hệ gần gũi với liên minh quân sự này trong 30 năm qua. Thụy Điển từng góp sức cho một sứ mệnh của liên minh và cùng hợp tác chặt chẽ với đại đa số đồng minh NATO ở châu Âu trong tư cách thành viên EU. Nhưng mãi tới gần đây, Thụy Điển vẫn chưa phải thành viên NATO chính thức. Thực tế này ít nhiều đặt ra câu hỏi liệu khi xung đột nổ ra giữa NATO và Nga ở vùng Baltic hoặc Phần Lan, Thụy Điển có cho liên minh này mượn đường chuyển binh hay không? Ông Daisho nói, việc Thụy Điển gia nhập NATO xóa tan yếu tố bất định trong các hành động của Stockholm khi xảy ra những khủng hoảng xung đột. Vị trí địa lý có lẽ là lợi thế lớn nhất mà Thụy Điển đem lại cho NATO, siêu liên minh này có trạm trung chuyển hậu cần. Ông Dasho nói, nhìn vào bản đồ, có thể thấy Thụy Điển làm mảnh ghép thiết yếu trong bức tranh của NATO, tạo ra chiều sâu chiến lược cho Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic. Giới hoạch định chính sách của liên minh từ lâu vẫn lo lắng về cách hỗ trợ các nước Baltic, nếu Nga chiến giữ hành lang dài gần 70 km có tên Khashoggi do Belarus và Kaliningrad của Nga. Vị trí của Thụy Điển giáp danh cả Biển Bắc và Biển Ban Tích sẽ giúp NATO di chuyển viện binh dễ dàng hơn. Với tư cách thành viên của Thụy Điển, Biển Ban Tích gần như trở thành điều mà một số nhà phân tích gọi là Hồ NATO, giúp liên minh này thuận lợi hơn trong việc giám sát tàu ngầm hạt nhân của Nga xa vào biển cả. Thụy Điển có ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, có thể tự chế tạo máy bay chiến đấu, tàu hộ tống và tàu ngầm hải quân chuyên hoạt động trong môi trường thách thức của Biển Ban Tích. Bà Gunilla Herod Nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện quan hệ quốc tế Thụy Điển, khả năng tự vệ của Thụy Điển ở biển Baltic đã khá phát triển. Bà Hedot bổ sung, Ngoài ra, Thụy Điển còn có khả năng chiến đấu và tự vệ trên lãnh thổ Bắc Cực. Từ phía Bắc Thụy Điển, đây cũng là điều mà nhiều quốc gia không có được. Sau khi Liên Xô tan giã, Stockholm cho rằng chiến tranh đã là chuyện quá khứ. Trong 20 năm, nước này giảm quy mô khoảng 90% lục quân vào khoảng 7% lực lượng hải quân và không quân, theo báo cáo năm 2011 của tác giả Helaudin cho Bộ Tài chính Thụy Điển. Nhưng sau khi Nga đồng binh ở Georgia năm 2008 và sang nhập cửa rương vào năm 2014, Thụy Điển cho nhận ra họ bị thâm hụt gian đe, theo cách gọi của Dasho. Ông Dasho nói, chiến sư Ukraine đã thực sự truyền đi thông điệp rằng việc hy vọng vào điều tốt nhất không phải là chiến lược tốt. Những phát biểu của Nga liên quan tới chiến tranh hạt nhân cũng cho thấy các lực lượng thông thường không đủ gian đe. Gia nhập NATO, Thụy Điển được hưởng đảm bảo an ninh từ điều 5 về phòng vệ tập thể nhưng cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ thành viên, trong đó có việc đảm bảo chỉ tiêu quốc phòng. AFP, dân số liệu từ chính phủ Thụy Điển đưa tin, chỉ tiêu quốc phòng của nước này vào năm 1990 là 2,6% GDP, nhưng con số đã giảm xuống còn 1,2% vào năm 2020, nhưng ngân sách quốc phòng bắt đầu tăng trở lại sau khi Nga tuyên bố sắp nhập Crimea vào năm 2014. Vào tháng 3 năm 2022, Thụy Điển tuyên bố sẽ tăng chỉ tiêu quốc phòng trở lại để đạt mục tiêu 2% GDP càng sớm càng tốt. Tới cuối năm ngoái, chính phủ Thụy Điển cho biết khi chỉ tiêu quân sự vượt mục tiêu 2% vào năm 2024, ngưỡng tiêu chuẩn của các nước NATO, bà Herod nhận định, công tác tái vũ trang Thụy Điển sẽ là gánh nặng tài chính lớn, việc này nhận được sự ủng hộ lớn nhưng vẫn gây sức ép lên xã hội. Bước vào NATO, Thụy Điển sẽ phải thay đổi về tư duy chính sách quốc phòng, thay vì tập trung hoàn toàn vào việc phòng thủ lãnh thổ. Stockholm sẽ phải suy nghĩ từ góc độ của cả liên minh để thích ứng với bối cảnh mới. Ông Daisho nói, Thụy Điển hiện chuyển sang phòng thủ tập thể, có nghĩa là chúng tôi sẽ bảo vệ Thụy Điển ngay từ Phần Lan và các nước vùng Baltic. Đó là sự thay đổi to lớn cả về tư duy lẫn năng lực thực tế. Vì điều này đòi hỏi có đội quân có năng lực triển khai tới các nước láng giềng. Dù vậy, bà Herod nhận định Stockholm sẽ không thay đổi về mặt ngoại giao vì đường lối đối ngoại của các nước NATO từ trước vẫn khá độc lập. Thụy Điển nhiều khả năng cũng không đồng ý đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Điện Kremlin luôn tin rằng sự mở rộng của NATO là một đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin cũng từng tuyên bố đây là một trong những lý do khiến ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bà Maria Zakharova Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga gần đây nói rằng động thái gia nhập NATO của Thụy Điển đang làm gia tăng căng thẳng vào quân sự hóa. Reuters ngày 28 tháng 2 dẫn lời bà Zakharova, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ hành động của Thụy Điển trong khối quân sự hiếu chiến, cách nước này hiện thực hóa tư cách thành viên của mình trên thực tế. Dựa trên điều này, chúng tôi sẽ có phản ứng bằng các bước trả đũa mang tính chất kỹ thuật, quân sự và các tính chất khác. Hiện chưa rõ biện pháp kỹ thuật quân sự mà phía Nga thường nhắc tới sẽ bao gồm những gì. Gần đây, giới chức Thụy Điển đã cảnh báo nguy cơ từ các cuộc tấn công hỗn hợp, bao gồm tội phạm mạng, trong khi đó, Phần Lan nói rằng một loạt vụ việc gần đây liên quan tới người tị nạn vượt biên vào nước này từ Nga là ví dụ cho thấy hoạt động hỗn hợp của Moscow theo Bromberg. Theo hai tác giả Nicolas loker và Heli Hautala, ngay từ bây giờ Nga đã có một số phản ứng. Các tác giả viết trên War on Europe? kế hoạch cải cách giai đoạn năm 2023 đến năm 2026 sẽ bao gồm việc thành lập một tập đoàn ở Cộng hòa Karelia gần biên giới với Phần Lan cũng như tái lập các quân khu Moscow và Leningrad thông qua việc giải thể quân khu phía Tây hiện tại Trước mắt, Moscow sẽ còn gặp hạn chế trong khả năng phản ứng bằng quân sự vì còn tập trung vào chiến sự Ukraine. Nhưng đến cuối cùng, Nga sẽ hồi phục lực lượng và có thể có sự điều chỉnh lâu dài thế trận của mình để đáp trả sự diện của NATO ở phần Lan và Thụy Điển. Hai tác giả Locker và Hautala viết, khi Nga dần rời xa chiến sự Ukraine, các động thái xây mới các cơ sở hạ tầng của NATO sẽ làm gia tăng hơn nữa mức độ đánh giá mối đe dọa của Moscow và khiến nước này dành sự chú ý nhiều hơn cho sườn Tây Bắc của mình. Việc dẫn các nguồn tin chính thức, tờ báo của Anh cho hay dù Thụy Điển không có biên giới trực tiếp với Nga, nhưng vai trò của nước này trong một cuộc xung đột tiền tàng cũng không kém phần quan trọng. Theo đó, Thụy Điển gồm cả đảo Gotland mở ra các tuyến đường tiếp tế và tăng viện mới. Thụy Điển sẽ cho phép các quốc gia thành viên NATO sử dụng như một trung tâm vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho Estonia và Latvia, Lithuania, phòng thủ. Các quốc gia này trước đây dựa vào khoảng trống Suwaki hay hành lang Suwaki, vốn là một giải đất hẹp ngăn cách các nước vùng Baltic với Ba Lan. ngoài trường Latvia Kiranik Karin nhận xét, biển Baltic trở thành một cái hố của NATO, nó giảm tính dễ bị thương của các nước Baltic thông qua khoảng trống Sugaki. Toàn bộ an ninh của khu vực được củng cố mạnh mẽ hơn vì nó làm cho phía đông vùng Baltic giảm khả năng bị tổn thương. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Kapil nói, việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO sẽ cho phép khối quân sự này coi Bắc Âu là một khu vực rộng lớn, không có khoảng trống nào trên bản đồ. Quan chức này chỉ rõ, từ Nava, Estonia và Nuk Greenland ở phía đông Tây, và Kiganes naui tới karob ba lan ở phía bắc nam các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc xung đột ở ukraine có thể lan sang châu âu và cả các quốc gia khác sau đó nó làm tăng nhu cầu kiểm soát và tiếp cận tốt hơn của nato tại lục địa này tướng vladimir Januski, người đứng đầu học viện quân sự thuộc bộ tổng tham mưu nga cảnh báo cuộc xung đột ở ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở châu âu Hôm 7 tháng 3, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, hai năm sau khi cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra, những lo ngại về cuộc xung đột trên đã làm Stockholm phải suy nghĩ lại về chính sách an ninh quốc gia và quyết định gia nhập khối quân sự NATO. Quốc hội Hungary đã thông qua việc Thụy Điển gia nhập NATO vào ngày 26 tháng 2. Quốc kỳ của quốc gia Bắc Âu này sẽ được treo tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 11 tháng 3. Hungary là quốc gia NATO cuối cùng phê chuẩn nghị định thư thành viên NATO của Thụy Điển, Phần Lan và Thụy Điển chính thức được mời tham gia liên minh tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào tháng 6 năm 2022. CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ vào ngày 9 tháng 3 nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường. Chính quyền Mỹ đưa ra nhận định như vậy dựa vào nhiều dấu hiệu khác nhau, các phân tích dữ liệu tình báo nhạy cảm. Washington muốn lên một kế hoạch đối phó tốt nhất nếu Nga thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine. Do vậy, trong giai đoạn từ cuối mùa hè đến mùa thu năm 2022, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã triệu tập hàng loạt cuộc họp để đưa ra những kế hoạch dự phòng. Theo đánh giá của phía Mỹ, một trong những sự kiện có thể khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson, khu vực mà Nga tuyên bố xâm nhập sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi tháng 9 năm 2022. Thời điểm đó, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng bom bẩn, một cáo buộc mà Washington cho rằng Moscow dựng lên để làm cớ cho một cuộc tấn công hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện một loạt cuộc điện thoại tới các quan chức quốc phòng ở Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 2022, thông báo với họ rằng Điện Kremlin lo ngại về những hành động khiêu khích tiềm tàng của Ukraine liên quan đến việc dùng bom bẩn. Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga nhưng cũng đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Moscow khi đưa ra cáo buộc như vậy, trong đó có nhận định Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, nguồn tin của CNN cho biết Mỹ chưa bao giờ phát hiện được thông tin tình báo cho thấy Nga đang thực hiện các bước huy động lực lượng hạt nhân của mình để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ vẫn không chắc chắn liệu Nga có triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không. Không giống như vũ khí hạt nhân chiến lược có khả năng phá hủy toàn bộ thành phố, vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường nhỏ gọn hơn, có thể bí mật di chuyển và sử dụng từ các hệ thống thông thường đã được triển khai trên chiến trường ở Ukraine. Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và phát thông điệp răn đe tới Nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của mình. Điện Kremlin cho biết Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Trong khi đó, báo Financial Times từng trích dẫn các bài thuyết trình bị dò dỉ dành cho các sĩ quan hải quân Nga được cho là dựng từ năm 2008 đến năm 2014, nói rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã ước tính. Báo Telegraph của Anh ngày 9 tháng 3 dẫn lời một số nhà ngoại giao từ các nước thành viên NATO cảnh báo, NATO có thể phải đối mặt với khả năng Mỹ rút khỏi liên minh nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới. Một nhà ngoại giao châu Âu nói với Telegraph rằng khả năng Mỹ rút khỏi NATO là một mối lo ngại. Nhà ngoại giao châu Âu nói ám chỉ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không ai biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo. Ông Trump gần như là chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, sau khi giành chiến thắng tại 14 trong số 15 bang tiến hành bầu cử sơ bộ trong ngày siêu thứ ba. Đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump là bà Nikki Haley đã tuyên bố ngừng cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa ngay sau đó. Ông Trump hiện được cho là sẽ tái đấu với đối thủ cũ Joe Biden vào tháng 11. Tổng thống đương nhiệm của Mỹ cũng dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Trước đó, một số cựu quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng Washington có thể rút khỏi NATO nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper từng đưa ra dự đoán như vậy vào tháng 12 năm 2023. Theo ông Esper, ông Trump có thể bắt đầu rút lực lượng Mỹ ra khỏi các nước NATO, có khả năng gây ra sự sụp đổ của liên minh. Hồi giữa tháng 2, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Trump John Bolton cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ông Bolton nhận định và nói thêm rằng ông Trump sẽ cố gắng đưa Mỹ ra khỏi NATO. NATO sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Một nhà ngoại giao châu Âu nói rằng các nước thành viên NATO nên lập kế hoạch cho kịch bản ông Trump rút Mỹ khỏi liên minh hoặc làm suy yếu cam kết của Mỹ với NATO. Nguồn tin của Telegraph nói rằng NATO cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Một quan chức khác cho rằng NATO là quá phụ thuộc vào Mỹ. Theo quan chức này, một cuộc thảo luận về việc phòng ngừa rủi ro khi Mỹ rút quân là cần thiết. Nguồn tin thứ ba được Telegraph trích dẫn cho biết các quốc gia châu Âu nên kiểm tra khả năng phù hợp của kế hoạch phòng thủ trước những rủi ro như vậy. Ông Lord Kim Dados, cựu đại sứ Anh tại Mỹ và là cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Anh cũng từng bày tỏ lo ngại tương tự. Ông Daros nhấn mạnh trong một bài viết cho Prospect vào tháng trước, nếu tôi là một quan chức trong bất kỳ văn phòng thủ tướng nào trên khắp châu Âu, tôi sẽ ủy quyền cho các chuyên gia trong chính phủ bắt đầu tìm kiếm kế hoạch dự phòng trong trường hợp việc NATO không có Mỹ Ông Trump gần đây không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc rút Mỹ khỏi NATO. Hồi tháng 2, ông nói rằng ông sẽ không bảo vệ những thành viên NATO không đạt ngưỡng chỉ tiêu 2% trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, bao gồm cả từ Nga. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina vào ngày 10 tháng 2, ông nhắc lại cuộc trò chuyện giữa ông với Tổng thống của một nước lớn ở châu Âu khi được hỏi liệu ông có khẩn trương viện trợ cho nước này trong trường hợp họ bị Nga tấn công hay không. Ông Trump nói rằng nếu quốc gia đó không chi đủ tiền cho quốc phòng, ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Theo Politico, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejani đã tới Lithuania vào ngày 8 tháng 3 để gặp những người đồng cấp vùng Baltic và Ukraine nhằm củng cố ý tưởng quân đội nước ngoài có thể giúp đỡ Ukraine trong các lĩnh vực như giả phá bom mìn. Phát biểu tại cuộc họp do Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis chủ trì và có sự tham dự của người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Pháp nói, Nga không phải nói cho chúng tôi biết, chúng tôi nên giúp cho Ukraine trong những tháng hoặc năm tới như thế nào. Nga không có quyền tổ chức cách chúng tôi hành động và đặt ra danh giới đỏ. Chúng tôi tự mình quyết định. Quan chức này nói thêm, Ukraine không yêu cầu gửi quân mà muốn đạn dược và rằng Pháp không loại trừ bất cứ điều gì trong những tháng tới. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu khả năng binh sĩ phương Tây được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau đó, hầu hết các nước châu Âu, gồm cả Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan tuyên bố họ không có kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, ba nước Baltic lại cởi mở với ý tưởng này. Theo Anadolu, vào ngày 9 tháng 3, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an nhóm họp để thảo luận về ý tưởng của Tổng thống Pháp. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại New York, phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói Moscow muốn biết nhiều hơn về những ý tưởng đầy rẫy sự khởi đầu cho Thế chiến 3. Theo ông Polyansky, việc thảo luận về những cuộc trao đổi bị dò dỉ giữa các sĩ quan không quân Đức về việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã triển khai mạng lưới các căn cứ gián điệp ở Ukraine gần với biên giới Nga cũng quan trọng không kém. Quan chức Nga nói sẽ rất thú vị khi nghe một bình luận liên quan tới cuộc trao đổi bị do gì của các quan chức quân sự Đức, những người nói về cách giúp Ukraine phá hủy cầu ở Crimea và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Giáo hoàng Francis phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ASI của Thụy Sĩ hồi tháng 2, người quan tâm đến người dân, người có can đảm dương cờ trắng và bắt đầu đàm phán thực sự rất mạnh mẽ. Giáo hoàng nói thêm, đàm phán là một từ dũng cảm. Khi bạn thấy mình thất bại, mọi việc không được xuân sẻ thì bạn phải có dũng khí để đàm phán. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa thiệt mạng trước khi mọi chuyện kết thúc. Ông cho rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế và thực tế là hiện tại có nhiều nước sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Giáo hoàng nói và nhấn mạnh thêm rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng, Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, người ta không nên xấu hổ với các cuộc đàm phán. Điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Cần có sự can đảm thực sự để không đẩy đất nước đến chỗ tự sát. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải hay không, giáo hoàng cho biết, tôi luôn sẵn sàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị thất bại khi bàn về cuộc chiến Nga-Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Năm 2023, ông đã cử đặc phái viên hòa bình Matteo Zuppi tới Kiev, Moscow và Washington để kêu gọi lãnh đạo các nước này thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa bình luận về đề nghị của giáo hoàng. Ông Zelensky nhiều lần nêu rõ ông mong muốn hòa bình nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ với Nga về lãnh thổ. Cuối năm 2022, ông đã đưa ra kế hoạch gọi là công thức hòa bình có 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine trước khi nối lại hòa đàm. Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định Moscow không bao giờ từ chối đàm phán, nhưng không chấp nhận đàm phán theo các điều kiện của Kiev. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sau cuộc phản công mùa hè không được như mong đợi của Ukraine, Nga hiện chiếm ưu thế trên chiến trường tình hình của Kiev càng khó khăn hơn khi nguồn viện trợ quân sự phương Tây bị đình trệ. Tháng trước, ông Zelensky cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine và hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng. Bất chấp những khó khăn hiện nay, ông tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mới và sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ.